Kính thưa quý khán giả trên kênh YouTube của Phương Phạm, hôm nay Hạnh An An trân trọng giới thiệu bài thơ Thương Muộn của tác giả Trúc Thanh với tiếng guitar của nhạc sĩ Phương Phạm. Thương muộn, ta gặp nhau khi nắng chiều ngả bóng. Anh luống tuổi đời và tóc chẳng còn xanh. Tình muộn màng nhưng đẹp đúng không anh? Em sẽ thủy chung dù không thành chồng vợ. Trăm nỗi xót xa, vạn lần trăn trở, tất cả không bằng một nỗi nhớ cho nhau. Đoạn đường đời anh đến trước, em sau. Tim vẫn nhịp chung một màu lý tưởng. Em sẽ bơ vơ nhìn về một hướng. Anh mãi trong em một hình tượng tôn thờ. Khi bóng anh khuất rồi chỉ còn lại bài thơ, tín ngưỡng của đôi ta ở hai bờ số phận. Em quá yêu anh chứ tim nào bất cần. Tình đã trưởng thành, trao nhận có sao đâu. Hạt bụi thời gian phủ tuyết trắng trên đầu. Tình yêu muộn là tình sâu, anh nhỉ.